Rồi, đây nè, cô tự xúc ăn đi con. Đó, trứng khủng long đó. À, mua thử tìm cái đầu coi. Tìm cái đầu khủng long có không con? Hồi nãy anh ăn cái đầu rồi phải không? Bây giờ tới lượt em mua ăn cái đầu nha. Nha. À, em mua tìm cái đầu ăn con. Đầu khủng long á. Có cái đầu. Đây nè, cái đầu này mua. Cái đầu này chút xíu nè. Đầu chút xíu nè. Rồi nè, bà để sẵn rồi nè. Rồi. Cái đó bò mới. Ừ, à đúng rồi, bắt cái ngon luôn. Ngon quá nhỉ. Chấm xíu thôi nha. Chấm xíu miếu thôi nha. Rồi. Hai bà sao ăn không? Ngon quá hả? Ăn theo cái mình nữa nè. Ăn theo miếng mình nữa nè. Xíu nha, xíu coi chừng. Có dừng đổ. Em không có thích đồ á. Thôi đừng có chấm muối nữa con, chấm muối nó cay á. Ăn không rồi. Cay luôn. Thôi đừng chấm muối nữa. Đừng chấm muối nữa nha, chấm muối cay á. À, đừng chấm nữa. Ăn này lát xíu ăn này khỏi cay nè. Có ăn miếng này khỏi cay nè. Ăn xíu này khỏi cay nè. Nay ăn kem lăng nữa không? Ăn kem lăng nữa không? Nữa hả? Ăn kem lăng nữa hả? Cái da u. Rồi bà sẵn chưa? Rồi bà lấy. Ăn hết này đi. Nào ăn cái này đi. Hello, cho hũ da u nữa đi. Ăn nữa không con? À, ăn cái đó hả? Ăn khủng long á hả? Muốn ngồi bình thường thôi. Tiếp. Rồi, của Nai nè. Nè luôn. Thank you.
Thank you.